Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tử vi về tướng số trên kênh Kiến thức Tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: Tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 về nam mạng trong năm 2022 chi tiết và chính xác nhất. Với những việc khi xem tử vi với người tuổi Giáp Dần 1974 về nam mạng trong năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và các hạn sao chiếu mệnh, xem có phạm vào Thái Tuế hay phạm vào Tam Tai hoặc là phạm Kim Lâu hoặc phạm vào hạn Hoang Ốc hay không. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là về tổng quan của tuổi Giáp Dần 1974 về nam mạng trong năm 2022 là năm Nhâm Dần. Về nam mạng 1974 là tuổi Giáp Dần, tức là tuổi con hổ. Người ta thường gọi đó là lập định chi hổ, tức là hổ tự lập. Mệnh này là mệnh thủy thuộc đại khuê thủy, có nghĩa là mệnh nước khe lớn. Về mệnh thì thủy gặp năm 2022 là mệnh kim, là bạch kim, là kim sinh thủy, thủy thì được lợi là rất tốt. Còn về địa chi là dần, dần gặp dần là năm bản mệnh. Về thiên can thì giáp gặp nhâm là bình thường. Về sao chiếu mệnh thì năm 2022 gặp sao thái bạch là hung tinh, chủ về hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng cả đến tính mạng. Còn về vận hạn thì gặp hạn tám tận, đại hạn, hạn về bệnh nặng là hao tài tốn của. Còn về vận niên là ngưu hồi sơn. Về thái tuế trong năm 2022 thì gặp phạm thái tuế là trực thái tuế. Còn về tam tai trong năm 2022 thì không phạm tam tai. Với tuổi kim lâu của năm 2022 cũng không phạm kim lâu, mà bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà, kết hôn trong năm này là tốt. Còn về hạn Hoang Ốc trong năm 2022 thì không phạm Hoang Ốc, bản mệnh có thể xây nhà, sửa nhà trong năm 2022 này được. Về thứ hai là về sao chiếu mệnh của năm 2022 của người tuổi Giáp Dần 1974 về nam mạng như sau. Về sao thái bạch hay còn gọi là sao kim tinh, nó là một trong những sao hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Với người bị sao thái bạch chiếu mệnh trong năm thì sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Với người mà ăn ở mất âm đức thì khi sao bạch chiếu mệnh còn bị họa lớn hơn, bởi vì kim tinh là hung tinh, chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, có nghĩa là ánh trăng bị che mờ, khi mà mưu sự thì rất khó thành, bởi quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân. Với người gặp sao thái bạch thì ví như là trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền và bị mây mù che phủ. Ngay cả khi ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống luôn u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, với người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh rất khó đến gần. Nếu bản mệnh mà vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, hãy chú ý và cẩn trọng với những việc như cho vay tiền thì rất dễ phát sinh những chuyện cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn cho mình. Nhìn chung là dân gian quan niệm rằng để giảm bớt cái vận hạn do sao thái bạch chiếu mệnh thì cần phải cúng giải hạn, có nghĩa là cúng thái bạch ở hàng tháng. Về sao thái bạch thì kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Thứ ba là về vận hạn trong năm 2022 của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 về nam mạng là gặp hạn toán tận chủ về tiền bạc, hãy cẩn thận những chuyện hao tài, ngộ chúng khi đi đường. Nếu mang theo nhiều tiền bạc hoặc trang sức đắt giá, rất dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùn hợp làm ăn, rất dễ gặp tai nạn, vậy cũng không nên làm. Và để muốn tìm hiểu về hạn toán tận tốt hay xấu ra sao, thì chúng ta không thể bỏ qua một vài câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau. Toán tận, vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ, bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, với những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và rất khó đề phòng và ứng phó. Nếu những người mà phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và theo tử vi ngày mới cho biết thì những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động hoặc là máy móc, thương tích do ẩu đả hay là bệnh huyết áp cao, tai biến đột quỵ. Về theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận, khi mà hạn này được ghi chép như sau. Hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, có thể bị cảm mạo trúng gió, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ. Và căn cứ vào tính chất của hạn này mà ta có thể đánh giá hạn này như một hạn lớn thiệt hại nặng về tài sản, tiền bạc, sức khỏe. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng và tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. So với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền của, hoặc là có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi. Với những người trong năm gặp hạn toán tận thì cần phải thực hiện theo những điều sau. Thứ nhất là tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi ra đường. Thứ hai là trong việc làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc có liên quan đến lâm sản. Tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn, kẻo sẽ bị tai nạn, cũng rất dễ bị hao tốn tiền bạc. Thứ ba là luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ, không nên xem thường bất cứ những nguy cơ nào. Về thứ tư là không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc có liên quan đến máy móc nguy hiểm. Thứ năm là hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc, cũng là một cách giải hạn toán tận. Ngoài ra, với những cách giải hạn toán tận kể trên thì những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, trao dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm những điều việc thiện. Nếu có điều kiện nên ủng hộ, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Và hãy siêng năng chu đáo trong những việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa hoặc thần Phật cầu bình an mạnh khỏe. Về thứ tư là về vận niên năm 2022 của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 về Nam mạng. Có nghĩa là lưu hồi sơn ở núi, tuy không có cỏ để ăn nhưng vẫn có lá cây non, và xa loài người thì tấm thân đỡ vất vả. Và trong năm nay bản mệnh nên cẩn thận trong việc làm ăn, chắc chắn có lợi thì mới làm. Và bản mệnh trong năm có nhiều cơ hội tốt do những chuyện kinh doanh, cầu quan lộc được chức nhỏ, xuất hành đi xa tạm tốt. Tuy nhiên bản mệnh cần phải đề phòng những chuyện ốm đau hoặc tai nạn bất ngờ. Về tình cảm riêng tư của bản mệnh có chút xáo trộn, cả hai nên tin tưởng lẫn nhau. Ngoài ra thì nhiều người có tin vui, song hỷ và thêm người trong năm nay. Về thứ năm là với người tuổi Giáp Dần 1974 về Nam mạng, trong năm 2022 có phạm vào Thái Tuế hay không thì theo tử vi ngày mới cho biết trong năm 2022 có 4 con giáp như tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Hợi sẽ phạm Thái Tuế. Và cụ thể là tuổi Dần năm 2022 thì năm bản mệnh là 5 tuổi, nên tuổi Dần bị phạm Thái Tuế hay là trực Thái Tuế, về vận trình gặp nhiều trở ngại về đường sức khỏe. Còn đối với người tuổi Tỵ trong năm 2022 Tỵ phạm Thái Tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại. Còn đối với người tuổi Thân, trong năm 2022 tuổi Thân phạm xung Thái Tuế, bản mệnh trong năm thì làm chuyện gì cũng bị ngăn cản. Còn với người tuổi Hợi thì trong năm 2022 tuổi Hợi phạm Thái Tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá mất đi quyền lực hoặc tiền tài hoặc sức khỏe. Như vậy trong năm 2022 thì tuổi Giáp Dần 1974 về Nam mạng là phạm Thái Tuế, có nghĩa là bị trực Thái Tuế. Về thứ sáu là tuổi Giáp Dần 1974 về Nam mạng trong năm 2022 có phạm tam tai hay không. Về phạm tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với người tuổi tam tai, có nghĩa là 3 là số 3 thứ 3, còn tai có nghĩa là tai họa. Và trong một đời người như vậy thì cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp sẽ gặp hạn tam tai. Về bản mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn thì gặp tam tai vào năm Dần, Mão và Thìn. Về bản mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân, Dậu và Tuất. Còn bản mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu thì gặp hạn tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Về bản mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Và bản mệnh tuổi Giáp Dần theo quan niệm trong dân gian cần tránh các năm tam tai như năm Nhâm Thân, năm Quý Dậu, Giáp Tuất, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Canh Thân, Tân Dậu và Nhâm Tuất. Như vậy trong năm 2022 thì tuổi Giáp Dần 1974 về nam mạng là không phạm vào hạn tam tai. Về thứ bảy là với người tuổi Giáp Dần 1974 về nam mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu hay không. Về những tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ ở phương Đông để chỉ vận hạn và nên tránh cưới hỏi làm nhà. Hạn về Kim Lâu là có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân, Kim Lâu Thê, Kim Lâu Tử và Kim Lâu Lục Xúc. Về theo kinh nghiệm dân gian cổ thư đã để lại thì 1368 Kim Lâu, tức là lấy tuổi âm chia cho 9, nếu số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì là phạm Kim Lâu. Cụ thể dư 1 là phạm Kim Lâu Thân, dư 3 là phạm Kim Lâu Thê, dư 6 là phạm Kim Lâu Tử, mà dư 8 là phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm Kim Lâu là tuổi Tân Sửu, tuổi Tân Mùi, tuổi Kỷ Sửu, tuổi Kỷ Mùi, tuổi Canh Dần, tuổi Nhâm Dần, tuổi Canh Thân và tuổi Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2022 thì người tuổi Giáp Dần 1974 nam mạng là 49 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Trong năm này bản mệnh có thể xây nhà, sửa cửa, kết hôn. Về thứ 8 là với tuổi Giáp Dần 1974 về nam mạng, trong năm 2022 là có phạm Hoang Ốc hay không. Về hạn Hoang Ốc có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà. Thế nên về hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà vào hạn đúng cung xấu thì sẽ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở và khó khăn. Trong cuộc sống về sau này, nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ giữa gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực hơn. Về hạn tuổi Hoang Ốc thì được chia thành 6 cung tất cả, và trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau. Thứ nhất là cát hay là kết cũng vậy là tốt. Làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc hanh thông và thuận lợi. Thứ hai là nhì nghi có nghĩa là tốt. Làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng. Thứ ba là tam địa sát có nghĩa là xấu. Nếu tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Tam sát nhơn là do, giai đắc mệnh. Thứ tư là tứ tấn tài là tốt. Làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới. Thứ năm là ngũ thọ tử là xấu. Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử tuyệt biệt ly. Thứ sáu là lục Hoang Ốc có nghĩa là xấu. Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Lục ốc tạo ra bất khả thành. Theo quan niệm trong dân gian, nếu các năm phạm lục Hoang Ốc hoặc tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản. Còn nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó đúc kết theo cách tính của dân gian thì đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm Hoang Ốc, thọ tử hoặc là địa sát. Với cách tính hạn tuổi Hoang Ốc rất đơn giản như sau: lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Với những trường hợp dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục Hoang Ốc. Như vậy trong năm 2022 thì tuổi Giáp Dần 1974 nam mạng là 49 tuổi âm, không phạm tuổi Hoang Ốc. Năm này bản mệnh có thể xây nhà sửa nhà được. Thứ 9 là về kết luận tử vi về tuổi Giáp Dần 1974 về nam mạng trong năm 2022 và đánh giá chung là trong năm tuổi về nam mạng tuổi Giáp Dần có thể gặp bất lợi về nhiều mặt, vận trình không mấy khả quan, tiểu nhân quấy nhiễu, khó có thu hoạch tốt. Tuy nhiên thì bản mệnh vẫn có thể tự mình xoay sở, chuyển vận số bằng cách là nỗ lực hết mình, cứ kiên trì ắt sẽ có thành quả xứng đáng. Còn về công việc trong năm 2022 như sau, thì đường công danh của tuổi này trong năm này có dấu hiệu xuống dốc rất nghiêm trọng. Phạm 5 tuổi nên suy nghĩ nhiều, bế tắc, khó phát huy về bản thân, ý tưởng đưa ra cũng không được đánh giá cao. Nếu bản mệnh không nhận ra những vấn đề, tìm cách khắc phục sớm thì mọi thứ sẽ còn rắc rối hơn. Còn vấn đề chủ yếu nó xuất phát chính từ bản thân bạn, rất dễ bị phân tâm hoặc là lơ đễnh đến mắc phải nhiều sai sót và phiền phức trong công việc. Còn về đường tài lộc trong năm 2022 thì đường tài lộc của những người tuổi Giáp Dần 1974 về nam mạng trong năm nay cũng rất tệ, có điểm báo là tốn tài tốn của do tác động từ nhiều bề. Đặc biệt trong năm 2022 thì có điểm báo tiểu nhân quấy phá, đầu tư tài chính hay mở rộng quy mô kinh doanh sẽ không giải quyết được ở thời điểm vận may vô cùng u ám như vậy. Nếu mà cố chấp tiến hành, bản mệnh rất dễ bị thất thoát, rơi vào cảnh khủng hoảng kinh tế nặng nề. Còn về gia đạo trong năm này thì nhân duyên tình cảm của nam mạng Giáp Dần nằm ở mức độ trung bình. Còn về tình hình sức khỏe thì năm 2022 tử vi tuổi Giáp Dần trong năm 2022 về nam mạng về sức khỏe không quá thuận lợi. Con giáp này có thể phải đối mặt với tình trạng thể chất sa sút, sức đề kháng kém hẳn trong năm nay nên cũng rất dễ ốm đau và bệnh tật hơn. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.